Sau khi tới khách sạn Metropole và có cái bắt tay lịch sử, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp 1-1 kéo dài khoảng 20 phút. Trước khi dùng bữa tối cùng nhau, ông Kim Jong Un đánh giá cuộc đối thoại thú vị với Tổng thống Mỹ, đồng thời bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai sẽ thành công tốt đẹp. Bữa tiệc tối đặc biệt giữa hai nhà lãnh đạo với sự tham gia của các trợ lý cấp cao và các phiên dịch. Tháp tùng Tổng thống Donald Trump là Ngoại trưởng Mike Pompeo, quyền tránh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney. Tham gia phái đoàn của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có đặc phái viên cấp cao của ông là Kim Yo Jong và Bộ trưởng Ngoại giao Lee Jong Ho. Sau hơn 1 giờ đàm đạo và thưởng thức những món ăn Việt, khoảng 20:45, hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Triều Tiên đã kết thúc bữa tối làm việc trong không khí vui vẻ và trở về khách sạn. Nhà Trắng cho biết trong ngày 28/2, hai nhà lãnh đạo sẽ tiến hành một loạt cuộc gặp và ông Trump sẽ có cuộc họp báo sau cuộc gặp. Tổng thống Trump dự báo rằng ngày mai 28 tháng 2 sẽ là một ngày bận rộn và sẽ dẫn tới một trạng thái rất tuyệt vời. Đây là hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai trong vòng 8 tháng qua giữa Mỹ và Triều Tiên diễn ra tại Hà Nội, thành phố vì hòa bình. Cuộc gặp này được kỳ vọng sẽ vạch ra được các bước đi cụ thể hướng tới phi hạt nhân hóa, qua đó duy trì hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên và trong khu vực.